Buổi tập huấn hôm nay ạ, thì bên em về phần chính của hệ thống ạ, thì em sẽ chia làm hai phần ạ. Phần thứ nhất thì em sẽ trình bày một cách tổng quan nhất về hệ thống bằng cách trình chiếu một cái slide giới thiệu ạ. Phần trình chiếu slide này ạ, thì thầy cô sẽ được nhìn qua được các cái chức năng ạ, được làm rõ hơn các cái phần mà lát nữa mình sẽ được demo ạ. Vì thầy nên là mong thầy cô hãy nhìn kỹ lên màn hình giúp em ạ. Và theo dõi cả cái trang slide mà em đưa ra để thầy cô có thể hình dung được một cách tổng quát ạ. Còn để đi vào chi tiết của từng phần ạ, thì thầy cô sẽ được đi vào phần demo ạ. Phần demo sẽ hướng dẫn các thầy cô cách tạo như thế nào, cách cấu hình như thế nào một cách chi tiết ạ. Về slide thì em có thể sẽ đi hơi lướt một chút một vài phần ạ. Để dành thời gian nhiều hơn cho việc thầy cô demo ạ. Và trong quá trình thực hiện thì nếu thầy cô nào có thắc mắc hãy điền vào phần Q&A ạ. Ngọc ơi, về nội dung chính ạ. Thì lúc Ngọc nãy nhớ là ghi âm cuộc gọi. Ngọc nhớ ghi âm video. Dạ. Recording in progress. À, bên em đã thực hiện cái việc record lại cái video rồi ạ. Bây giờ sẽ em sẽ bắt đầu ạ. Đó là có 4 phần chính trong cái mục slide này. Đó, bước thứ nhất đó là em sẽ giới thiệu một cách tổng quan nhất về hệ thống VMPT e-learning LMS ạ. Thứ hai, em sẽ giới thiệu các cái lợi ích đem lại cho các thầy cô, các cái học sinh cũng như là người quản trị trong quá trình sử dụng ạ. Bước thứ ba là em sẽ giới thiệu các cái chức năng chính của hệ thống ạ. Và phần cuối cùng là phần sẽ hướng dẫn sử dụng demo cho thầy cô để thầy cô có thể thao tác ạ. Và có thể thảo luận trong cái quá trình demo ạ. À, về hệ thống e-learning ạ, thì bên em đấy là một cái giải pháp toàn diện hỗ trợ cho nhà trường trong cái công tác học và thi trực tuyến ạ. Hệ thống đã được triển khai hiệu quả về việc học tập đánh giá trực tuyến cho học sinh cũng như là cái tương tác với giáo viên và phần người quản trị ạ. À, hệ thống thì cung cấp cho người giáo viên cũng như là học sinh có thể học và dạy từ xa, có thể trao đổi được sách vở bài giảng cũng như là có thể thầy cô sẽ giao được bài tập và được chấm điểm học trực tuyến. Ngoài các cái phần hệ về học và thi trực tuyến thì sẽ có phần hệ là tin tức sự kiện, các cái phần hệ thống, các cái phần phân quyền người dùng, khóa học, các cái kho học liệu, tài liệu chia sẻ cũng như là ngân hàng câu hỏi, quản lý thi và bổ sung phần báo cáo ạ. À, tích hợp các cái đồng bộ từ lớp học, giáo viên, học sinh và phân công giảng dạy từ hệ thống VNEDU. À, phần này thì em làm rõ hơn một chút, đó là thầy cô sẽ chỉ cần nhập trên VNEDU thôi ạ. Còn các thông tin này thì bên hệ thống LMS chỉ cần đồng bộ sáng, thầy cô không cần nhập lại nữa. Nhập một lần duy nhất ở trên hệ thống VNEDU và đồng bộ sáng hệ thống LMS ạ. Và phần tổ chức thi trực tuyến toàn trường ạ, thì đã có chức năng là đồng bộ được kết quả sáng VNEDU ạ. Vì thế nên nếu như thầy cô tổ chức thi trực tuyến ạ, thì thầy cô sẽ được đồng bộ kết quả sáng, không cần phải nhập lại phần điểm này nữa ạ. Được cách ly vừa rồi thì Hoàng Mai cũng đã thực hiện cho học và thi trực tuyến này cho hai trường trung học phổ thông ạ. Và đồng bộ kết quả sang VNEDU ạ. À, bởi vì là một số thầy cô thì có thể hình ảnh sẽ đến chậm hơn một chút so với âm thanh ạ. Vì thế nên là sau mỗi slide em sẽ để thêm 30 giây ạ để thầy cô xem lại một chút ạ. À, để vào hệ thống VMPT LMS thì thầy cô sẽ truy cập một địa chỉ duy nhất
đó là địa chỉ https://lms.vnedu.vn ạ. Đấy ạ, cái phần màu đỏ đỏ thầy cô nhìn thấy trên màn hình đấy chính là địa chỉ duy nhất để thầy cô có thể truy cập vào hệ thống ạ. Hệ thống đã hỗ trợ đến nhiều trình duyệt ạ. Thầy cô có thể vào từ cốc Chrome hoặc là Firefox ạ. Thầy cô thì có thể hướng dẫn học sinh là tải app và học ở trên phần app VNEDU LMS ạ. À, đối với lợi ích ạ, thì bên em sẽ giới thiệu cho thầy cô một số lợi ích cho học sinh cũng như là một số lợi ích cho giáo viên ạ. Thì trước tiên em sẽ nói là lợi ích đối với học sinh trước ạ. Học sinh ạ, thì thầy cô sẽ thấy là học sinh có thể học được mọi lúc mọi nơi. Hệ thống đã hỗ trợ rất là nhiều thiết bị ạ. Ví dụ học sinh có thể học trên máy tính bảng hoặc là trên điện thoại thông minh của bố mẹ ạ. Thứ hai ạ, là học sinh có thể thực hiện việc học và làm bài một cách trực tuyến ạ. Việc học và làm bài này thì hỗ trợ đến các cái khóa học của học sinh ạ. Học sinh sẽ làm bài tập và có thể nộp các cái bài tập về nhà cho thầy cô trước hạn mà thầy cô đã đề ra. Thứ ba ạ, là việc theo dõi kết quả học ạ. Thì đối với phương pháp truyền thống ạ, thì để theo dõi kết quả học tập của học sinh thì thường là các thầy cô sẽ tổng kết vào cuối mỗi học kỳ ạ. Nhưng mà đối với phương pháp hiện tại là học trực tuyến ạ, thì học sinh có thể theo dõi được cái trình tự học của mình cũng như là các cái kết quả học tập một cách trực tuyến luôn ạ. Những bài học nào đã học thì hiển thị luôn, và có cả những cái bài kiểm tra trắc nghiệm thì cũng đã hiển thị kết quả điểm luôn ạ. Và phần cuối cùng ạ, chính là phần tương tác ạ. Thì hệ thống đã hỗ trợ cho giáo viên và học sinh có thể tương tác với nhau qua nhiều phần ạ. Phần thứ nhất có thể là cả cái giao diện chat ạ. Phần thứ hai ạ, là cả cái bài học trực tuyến ạ, như những bài học như là livestream hoặc là những cái bài học của lớp học Zoom, lớp học MS Teams, lớp học Google Meet, lớp học Webex ạ. Và trong quá trình học trực tuyến như thế thì thầy cô và học sinh có thể trao đổi làm rõ hơn về bài giảng cũng như là có thể hỏi những cái vấn đề mà mình còn thắc mắc ạ. Đây là bốn cái lợi ích lớn nhất mà học sinh có thể đạt được trong cái quá trình sử dụng hệ thống VNPT LMS ạ. Tiếp theo ạ, em xin giới thiệu là những cái lợi ích của giáo viên ạ. Thì đối với giáo viên chính là các thầy cô đang nghe buổi tập huấn hôm nay đấy ạ. Thì cũng có bốn cái lợi ích chính ạ. Lợi ích đầu tiên ạ, chính là việc thầy cô có thể số hóa được các cái tài liệu học liệu của bản thân ạ. Đối với phương pháp truyền thống ạ, thì em sẽ thấy thầy cô thường là sẽ gõ vào Word hoặc là Excel hoặc là một số cái phần mềm khác, sau đó phải in học liệu ra. Thì phương pháp này là cũng sẽ tốn kém giấy tờ ạ. Còn việc số hóa tài liệu này và đưa lên hệ thống chia sẻ cho học sinh thì sẽ hỗ trợ cho thầy cô trong cái việc là đỡ giảm thiểu in ấn ạ. Thứ hai là giảm thiểu được cái việc thất lạc học liệu ạ. Và hỗ trợ thêm cho thầy cô việc chia sẻ học liệu một cách dễ dàng giữa các giáo viên trong trường ạ. Lưu trữ cũng được lâu dài ạ.
Thứ hai ạ, là thầy cô có thể theo dõi tình hình học tập của học sinh một cách trực quan ạ. Hệ thống đã hỗ trợ cả cái chức năng để thầy cô có thể theo dõi được tiến trình học của học sinh ạ. Có thể giao bài tập về nhà của học sinh nhanh chóng ạ. Và chấm điểm cũng rất là nhanh chóng ạ. Thứ ba là phần điểm danh cho học sinh ạ. Thì thầy cô sẽ có thể điểm danh học sinh bằng cách là mỗi lần học sinh vào học sẽ lưu lại cái thời gian học của học sinh ạ, trong lớp và trong cái khóa học của mình ạ. Nên là thầy cô có thể điểm danh học sinh một cách nhanh chóng ạ. Có thể biết học sinh đã vào học hay chưa ạ? Có học bài hay không ạ? Và cuối cùng ạ, là đến phần kiểm tra. Thì hệ thống đã hỗ trợ cho thầy cô thiết lập các cái kỳ thi, các cái bài kiểm tra một cách trực tuyến. Những cái câu hỏi trắc nghiệm thì cũng tự động chấm cho thầy cô. Nên là cái việc sai sót chấm điểm là sẽ được hạn chế hơn ạ. Thứ hai là cái thời gian mà thầy cô cho học sinh làm bài cũng tự động tính, nên sẽ tránh cái trường hợp là học sinh nộp bài chậm ạ. Như vậy là có bốn cái lợi ích chính nhất mà thầy cô có thể đạt được sau trong cái quá trình sử dụng hệ thống VNPT LMS đấy ạ. Em nói lại một chút ạ, đó chính là việc các thầy cô có thể số hóa tài liệu học liệu ạ. Có thể theo dõi được cái tình hình học tập của học sinh một cách dễ dàng ạ. Có thể điểm danh học sinh trong cái quá trình học ạ. Và có thể kiểm tra các cái bài trực tuyến ạ. Tránh cái việc sai sót về việc chấm làm bài thi của học sinh ạ. Để làm rõ hơn những cái lợi ích mà em vừa nói ban nãy ạ, thì em sẽ đi vào phần chức năng chính để thầy cô có thể thấy được là đối với giáo viên thì làm những việc gì và đối với học sinh sẽ làm những việc gì ạ. Giáo viên ạ, thì việc chính sẽ là tạo các cái khóa học và quản trị các cái khóa học ấy ạ. Ngoài ra còn bổ sung chức năng là có thể quản lý thi ạ. Còn học sinh ạ, thì sẽ thực hiện việc học ạ, việc thi ạ và việc xem kết quả ạ. Đây là màn hình sẽ giới thiệu chức năng chính ạ của đối tượng là giáo viên và đối tượng là học sinh ạ. Về đối tượng là giáo viên ạ, thì bên em cũng đã list ra các cái bước chính mà thầy cô sẽ thực hiện trong cái quá trình sử dụng hệ thống ạ. Và những cái bước này thì lát nữa trong phần demo bên em cũng sẽ trình bày theo các cái bước này ạ. Giáo viên sẽ thực hiện 5 bước chính trong cái quá trình sử dụng hệ thống ạ. Bước thứ nhất là giáo viên sẽ thực hiện việc truy cập và đăng nhập về hệ thống ạ. Bước 1 này ạ, thì em cũng đã giới thiệu lúc nãy cho thầy cô ạ, là tất cả các đối tượng sẽ truy cập vào theo đường link là lms.vnedu.vn ạ. Và đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu mà mình đã được cung cấp là những cái tài khoản và mật khẩu ở trên hệ thống VNEDU ạ. Chuyển sang bước thứ hai ạ, thì thầy cô sẽ thực hiện lại việc là tạo danh mục và tạo danh sách của khóa học ạ. Ở bước hai này ạ, thầy cô sẽ được thực hành việc tạo các cái khóa học của riêng mình ạ. Chuyển sang bước thứ ba ạ, là bước quan trọng nhất trong cái quá trình thực hiện ạ.
Thầy cô sẽ thực hiện việc là quản trị khóa học ạ. Trong phần quản trị đấy ạ, thì thầy cô việc đầu tiên sẽ là thêm các cái học liệu cũng như là các cái điều kiện hoàn thành cho các cái học liệu này ạ. Việc thêm học liệu này ạ, thì tùy vào nhu cầu của từng giáo viên, từng lớp học, từng môn học ạ, thì sẽ hỗ trợ rất là nhiều định dạng để thầy cô có thể đẩy học liệu lên cho học sinh ạ. Tiếp theo là thầy cô có thể thêm các cái giáo viên bổ trợ cho cái môn học, các cái khóa học mà mình đã tạo ạ. Những giáo viên này sẽ có quyền thêm các cái học liệu của giáo viên này ạ. Tiếp theo nữa là sau khi thêm giáo viên ạ, thì thầy cô sẽ thêm phần học sinh của khóa học mình ạ. Và cuối cùng ạ, thầy cô có thể thêm các cái tài liệu tham khảo, các kia bài giảng nâng cao ạ, để học sinh có thể bổ sung thêm các cái kiến thức ngoài những cái học liệu chính ạ. Lát nữa trong phần demo ạ, bên em sẽ hướng dẫn cho thầy cô kỹ cái phần bước 3 này ạ, để thầy cô có thể thao tác thêm học liệu, thêm giáo viên, thêm học sinh và thêm tài liệu ạ. Chuyển sang bước 4 ạ, thì sau khi đã cho học sinh học bài thì các em sẽ thực hiện là nộp bài tập về nhà, nộp các cái bài thi tự luận. Thì sang bước 4, thầy cô sẽ thực hiện việc là chấm điểm các cái bài tập về nhà và chấm điểm các cái bài thi tự luận ạ. Và bước 5 chính là việc thầy cô có thể theo dõi được cái quá trình học tập của các em, cũng như là các thầy cô sẽ hỗ trợ các em trong cái quá trình học tập, các cái quá trình như là tham gia vào các cái lớp học, khóa học ạ. Như vậy thì gói gọn lại thì giáo viên sẽ chỉ thao tác trong 5 cái bước này thôi ạ. Và phần này sẽ được demo chi tiết hướng dẫn thầy cô là thao tác ạ. Màn hình này em sẽ để lại một chút để một số thầy cô có thể ghi lại ạ. Để lát nữa phóng thanh demo thầy cô sẽ hiểu rõ từng bước sẽ làm như thế nào ạ. Bây giờ em giới thiệu một chút ạ, các cái bước này của thầy cô ạ. Còn phần chi tiết ấy thì thầy cô để ý nhé, là lát nữa ở phần demo ấy ạ, sẽ cho thầy cô các phần chi tiết ạ. Bây giờ em sẽ giới thiệu tổng quán đấy ạ. Bước thứ nhất thì em đã trình bày ở trước ạ, là đăng nhập vào hệ thống LMS ạ. Còn bước thứ hai đấy ạ, là tạo khóa học ạ. Bước hai là tạo khóa học ạ, thì đấy ạ. Em có giới thiệu là sẽ phải tạo một cái danh mục khóa học trong cái phần là quản trị khóa học, danh mục khóa học ạ. Sau khi tạo được danh mục khóa học ạ, thầy cô sẽ tạo mới khóa học ạ bằng cách là vào quản trị khóa học, chọn danh sách khóa học và nhấn vào nút thêm mới khóa học ạ. Thầy cô sẽ thấy đấy ạ. Ở màn hình bên phải chính là màn hình mà thầy cô sẽ thêm mới khóa học ạ. Sẽ có phần cấu hình đấy ạ. Cấu hình này sẽ điền các cái thông tin ở phía dưới ạ. Một số thông tin em chụp lại cho thầy cô xem. Ở đây như là tên khóa học ạ, là sáo đỏ là bắt buộc ạ. Khối ạ cũng bắt buộc ạ. Môn học ạ cũng bắt buộc ạ. Và một số thông tin khác nữa ạ. Tại màn hình này, thầy cô sẽ điền tất cả các cái thông tin vào, nhấn vào lưu để tạo một cái khóa học mới cho riêng mình ạ. Đây là slide giới thiệu cho thầy cô cách để tạo cái bước hai là bước tạo danh mục và tạo khóa học đấy ạ. Như vậy là với cái thao tác bước 2 thì thầy cô đã thực hiện thành công rồi ạ. Bây giờ sẽ chuyển sang bước 3 đấy ạ, chính là việc quản trị khóa học ạ.
quản trị khóa học ạ, thì em cũng giới thiệu là có 4 phần ạ. Phần thứ nhất là có thể thêm mới học liệu và điều kiện hoàn thành ạ. Thì đấy chính là slide giới thiệu về cái bước 3.1 đấy ạ. Để thầy cô có thể thêm mới học liệu ạ, thầy cô sẽ vào chức năng là quản trị khóa học, chọn khóa học, chọn đề cương, thêm mới chương mục và thêm mới học liệu ở trong chương mục ấy ạ. Ở góc bên phải màn hình ạ, thầy cô sẽ thấy là em chụp một cái màn hình cả cái chức năng mà bên em đã hỗ trợ cả cái dạng học liệu để thầy cô có thể thêm vào hệ thống ạ. Em giới thiệu qua một chút về cả cái học liệu này ạ. Đầu tiên thầy cô sẽ thấy ở cái phần đầu tiên đấy ạ, là những cái bài giảng về bài giảng SCOM, là một những cái bài giảng mà có thể có sự kết hợp giữa âm thanh, giữa hình ảnh và một số các cái câu hỏi trắc nghiệm hoặc là một số thông tin để đưa ra một cái file đóng gói zip đưa vào hệ thống ạ. Những cái bài giảng SCOM này thì rất là sinh động, học sinh sẽ nhìn vào rất là thú vị trong cái quá trình học tập ạ. Đến phần thứ hai ạ, chính là bài giảng PDF ạ, PowerPoint ạ. Thì những bài giảng này là thầy cô thường chuyên sử dụng nhất ạ, để đính kèm lên cho học sinh những cái tài liệu mà những cái học liệu giảng PDF hoặc là PowerPoint ạ. Bài giảng video ạ, là thầy cô có thể đưa những cái hình ảnh video lên hệ thống ạ. Bài giảng tự do ạ, là một cái bài giảng mà có thể hỗ trợ nhiều định dạng, có thể Word hoặc là cả cái thầy cô có thể gõ tay hoặc là một số cái định dạng hình ảnh nhỉ. Bài tập về nhà chính là việc thầy cô sẽ giao những cái phần bài tập về nhà cho học sinh để học sinh nộp bài lại ạ. Bài giảng nhúng video streaming, bài giảng này cũng sẽ đưa hình ảnh video cho học sinh ạ, nhưng mà thay vì là giáo viên up video lên như bài giảng này ạ, thì thầy cô sẽ lấy đường link từ YouTube về dán vào ạ, mà học sinh có thể xem được video ấy ạ. Phần thứ hai ạ, là phần các cái bài học trực tuyến ạ. Hệ thống bên em đã cung cấp 4 dạng phòng học trực tuyến thông dụng nhất hiện nay. Đó là phòng học về Microsoft Teams, về Zoom, về Webex và về Google Meet ạ. Mỗi trường sẽ có từng cái lựa chọn riêng của mình để tham gia các cái phòng học trực tuyến. Và đối với lựa chọn nào thì thầy cô sẽ tạo các cái phòng học tương ứng ạ. Thầy cô nào muốn dùng Microsoft Teams sẽ tích vào phòng học trực tuyến Microsoft Teams này ạ. Còn thầy cô nào muốn dùng Zoom thì sẽ là tích vào Zoom này ạ. Và các phần còn lại cũng tương tự ạ. Cuối cùng ạ, là phần bài thi và kiểm tra ở trong dưới cùng thầy cô thấy đấy ạ. Thầy cô có thể tạo những cái bài thi, bài kiểm tra 15 phút, 60 phút và đưa lên hệ thống để các em học sinh thực hiện ạ. Phần này ạ, thì nếu như là bài trắc nghiệm, hệ thống sẽ tự động tính điểm cho thầy cô ạ. Còn đối với các cái bài là tự luận thì thầy cô sẽ phải chấm điểm ạ. Như vậy là em đã giới thiệu được bước 3.1 cho thầy cô ạ, là thêm mới học liệu ạ. Phần này là nữa trong demo sẽ đi vào chi tiết rất là kỹ để thầy cô có thể thao tác cả cái thêm mới học liệu này ạ. Còn ở đây là em chỉ giới thiệu phần tổng quan ạ. Sau khi thêm mới học liệu ạ, thì có một phần cũng quan trọng, đó chính là điều kiện hoàn thành ạ. Thầy cô sẽ tích vào 9 dấu chấm ở cuối của dòng học liệu ạ. Chọn điều kiện hoàn thành đấy ạ. Và cấu hình các cái điều kiện hoàn thành ạ. Cấu hình này ạ, thầy cô có thể sẽ có 3 lựa chọn. Lựa chọn là học sinh chỉ cần truy cập là có thể tính ra hoàn thành. Lựa chọn thứ hai, học sinh phải hoàn thành phần trăm tối thiểu, bao nhiêu phần trăm thì mới được hoàn thành. Và cuối cùng, học sinh phải hoàn thành trước thời hạn bao nhiêu
thì là mới được tính là hoàn thành ạ. Tùy vào việc là cậu tài liệu bài tập mà thầy cô sẽ lựa chọn những cái điều kiện hoàn thành phù hợp ạ. Phần thứ hai ạ, đó là giáo viên có thể thêm các cái học viên vào khóa học ạ. Thầy cô sẽ nhìn thấy trên màn hình của em đấy ạ. Sau khi đã tạo một khóa học sẽ hiển thị các cái phần menu của quản trị khóa học ạ. Gồm có là cấu hình, đề cương, phòng học ảo, giáo viên, học viên, tài liệu và thống kê báo cáo ạ. Khi để thêm mới học viên, thầy cô sẽ tích vào cái menu là học viên. Ở đây em đã chụp ảnh cái menu học viên cho thầy cô nhìn ạ. Là menu màu xanh xanh đấy ạ. Thầy cô sẽ thấy ở phía dưới sẽ hiển thị tất cả những cái em học sinh tham gia vào khóa học ạ. Có hiển thị luôn cả tiến trình học là đạt hay chưa đạt ạ. Và thông tin cụ thể là đạt hay chưa đạt như thế nào ạ. Tỷ lệ phần trăm học sinh đã học như thế nào đấy ạ. Rất là chi tiết và rõ ràng ạ. Dựa vào đấy, thầy cô có thể đốc thúc học sinh là hãy học đi, học bài này bài kia, bài nào cần phải học kỹ, bài nào thì có thể học ít kỹ hơn một chút ạ. Đây là màn hình của học sinh ạ. Và còn một phần đó là một khóa học thì có thể có nhiều giáo viên dạy ạ. Thầy cô sẽ thêm vào mục là giáo viên ở phía dưới đấy ạ. Thêm vào mục giáo viên này để các giáo viên này có thể là sẽ thêm được các cái học liệu cho buổi học ạ. Em đã thêm thử một giáo viên đấy để chụp lại màn hình cho thầy cô xem ạ. Đây là bước 3.2 và 3.3 trong cái nắm bước của giáo viên ạ. Bước 3.3 thì cũng tương tự thế ạ, là thầy cô có thể thấy ở cái menu tài liệu này ạ, thầy cô sẽ thêm cả cái tài liệu vào ạ. Như vậy là phần mục 3 quản trị khóa học thì em đã giới thiệu qua cho thầy cô ạ. Để thầy cô hiểu rõ là bước 3 phần quản trị mình sẽ làm những việc gì ạ. Mình sẽ thêm đề cương, thêm cả cái học liệu. Mình sẽ thêm cả cái giáo viên, thêm cả cái học viên, thêm cả cái tài liệu ạ. Bước tiếp theo là bước 4, thầy cô sẽ chấm và trả bài tập về nhà cũng như là chấm thi ạ. Thì bước này thầy cô sẽ có thể vào cái chức năng là quản trị khóa học, chọn cái khóa học mà mình đã tạo, thêm vào đề cương, vào chương mục và chọn phần bài tập về nhà để mà chấm điểm ạ. Đấy là phần thầy cô sẽ chấm điểm bài tập về nhà. Và lúc nãy em có giới thiệu ạ, ở phần học liệu thì có thể là tạo cả cái bài thi ạ. Thì ở đây em cũng giới thiệu cái cách để thầy cô có thể làm các bài thi ạ. Là thầy cô sẽ thực hiện cái việc tạo danh mục các cái câu hỏi, tạo các cái khó câu hỏi, tạo các cái đề thi và đưa đề thi này vào trong phần học liệu là bài thi kiểm tra. Những phần này ạ, trong cái tài liệu lúc nãy em giới thiệu để thầy cô tải xem ạ. Thì là thầy cô sẽ thấy là đã có chi tiết các cái bước để thầy cô xem ạ. Còn ở đây em sẽ giới thiệu một cách tổng quan để thầy cô hiểu rõ là có những cái chức năng này ạ. Sau khi tạo đề thi xong thì thầy cô cũng sẽ quay lại cái mục này và chọn vào học sinh để chấm điểm cho học sinh ạ. Và hệ thống hỗ trợ thêm một cái phần là chức năng phòng học ảo cho thầy cô ạ. Phòng học ảo thì hiện tại là bên em đang hỗ trợ cho cái lớp học Zoom ạ.
Tương lai thì bên em sẽ bổ sung thêm một số cả cái lớp học trực tuyến cho thầy cô ạ. Thì ở phần chức năng phòng học ảo này ạ, thì người quản trị của nhà trường mới là người có thể quản lý được ạ. Người quản trị sẽ tạo các cái phòng học ảo và đặt lịch phòng học ảo cho các cái giáo viên ở trong trường mình ạ. Còn đối với là giáo viên ạ, thì giáo viên sẽ vào các cái khóa học cho mình tạo, chọn chức năng menu là phòng học ảo đấy ạ. Thì thầy cô sẽ thấy là hiển thị ra một cái màn hình tương tự như một cái lịch lịch học bình thường ạ, gồm có thứ ngày và tiết học ạ. Và nếu như người quản trị đã thêm các cái phòng học ảo thì giống như ở màn hình nhá, góc bên phải thầy cô nhìn thấy đấy ạ. Thầy cô sẽ thấy là có các cái phòng học ảo ạ. Và những cái phòng học ảo nào đã quá giờ hoặc là chưa đến giờ, thầy cô sẽ thấy là bị ẩn đi, hiển thị màu xám ạ. Còn nếu phòng học nào đang đến giờ thì sẽ hiển thị màu xanh để thầy cô tích vào ạ. Sau khi thầy cô tích vào màu xanh này ạ, thì sẽ mở cái lớp học Zoom để thầy cô có thể dạy học cho học sinh ạ. Như vậy thì phòng học ảo này cũng hơi tương tự với lịch thời khóa biểu của thầy cô ạ. Nhưng mà phòng học ảo này thì là chỉ hiển thị những cái buổi học trực tuyến đấy ạ, trực tuyến Zoom ạ. Và sẽ nhắc nhở cho thầy cô là tiết nào thì mình sẽ học ở lớp nào để tránh cái trường hợp là mình quên lịch học ạ, lịch dạy ạ. Học sinh cũng tương tự ạ. Cũng thấy phòng lịch này và sẽ biết được là hôm nay em ấy sẽ học lớp nào ạ. Đấy là chức năng phòng học ảo ở trong khóa học ạ. Và đến bước cuối cùng ạ, bước năm của giáo viên ạ. Bước năm của giáo viên chính là việc là theo dõi các cái kết quả tiến trình học của học viên ạ. Bước năm này thì bên em cũng hỗ trợ cho thầy cô ở hai chức năng. Chức năng thứ nhất là thầy cô sẽ xem chi tiết cái phần học của các cái em học sinh ở trong lớp mình ạ. Thầy cô sẽ vào chức năng là quản lý khóa học, chọn khóa học của bản thân, chọn học viên và xem chi tiết của từng học viên ạ. Màn hình bên trái đấy ạ là màn hình thầy cô sẽ xem chi tiết của học viên ạ. Thầy cô thấy ở đấy em đã chụp lại màn hình thì sẽ có những cái học liệu học ấy học sinh ấy đã đạt ạ, và có một số học liệu học sinh chưa học thì sẽ hiển thị luôn ở đấy ạ. Tỷ lệ đạt thì ở đấy thì 98 đấy ạ, tức là chưa học hết đâu ạ, còn vài trang nữa chẳng hạn, hoặc là xem còn vài giấy ạ. Từ cái màn hình này, giáo viên sẽ đốc thúc học sinh trong cái quá trình học tập ạ. Và ngoài việc hỗ trợ xem chi tiết ạ, bên em cũng đã hỗ trợ cho thầy cô cách nhìn tổng quan về cái khóa học của mình ạ. Thầy cô sẽ chọn chức năng là thống kê báo cáo ạ. Đấy ạ, chức năng cuối cùng đấy ạ, thống kê báo cáo ạ. Ở màn hình này bên em sẽ list ra các cái vấn đề, một số cái thông tin về khóa học như là tổng số học viên của khóa học là bao nhiêu ạ, tổng số học liệu là bao nhiêu ạ, các cái hình ảnh trực quan đồ thị hình tròn, tỷ lệ đạt tỷ lệ chưa học ạ. Từ đấy thì thầy cô thể hiểu được cái khóa học của mình là như thế nào, có thể nhìn một cách tổng quan nhất ạ. Đấy là màn hình chi tiết và màn hình một cách tổng quan của hệ thống mà thầy cô có thể theo dõi được khóa học của mình ạ.
Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp cho thầy cô một số dạng báo cáo chi tiết để thầy cô có thể làm thống kê hoặc là làm báo cáo ạ. Đó là những cái thống kê về khóa học của thầy cô như là chi tiết khóa học hoặc là các cái báo cáo chung của khóa học ạ. Các cái báo cáo thống kê kết quả cuộc thi độc lập của học sinh ạ. Màn hình bên này là một cái màn hình báo cáo chi tiết khóa học mà em chụp lại ạ. Thì thầy cô có thể hình dung được là phần báo cáo sẽ có những cái báo cáo tương tự như thế này ạ. Hệ thống hỗ trợ xuất ra file Excel cho giáo viên ạ. Và xuất ra file PDF ạ. Cũng như là có thể xem trực tuyến ở trên màn hình luôn ạ. Và trong phần nắm cũng có một phần là sẽ hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học ạ. Thì quá trình hỗ trợ này là thầy cô sẽ cấp tài khoản cho học sinh, có thể reset lại mật khẩu cho học sinh để học sinh đăng nhập vào nếu như mà quên mật khẩu ạ. Ở slide này ạ, em sẽ giới thiệu cho thầy cô cách để thầy cô có thể lấy được tài khoản gửi cho học sinh ạ. Thầy cô sẽ đăng nhập đến hệ thống VNEDU ạ. Đăng nhập tài khoản của bản thân ạ. Nhấn vào nút Start ạ. Chọn chức năng là quản lý nhà trường. Chọn chức năng là quản lý học sinh. Và tích vào chức năng tài khoản học sinh ạ. Tài khoản học sinh ở bên trái màn hình đấy ạ. Thầy cô nhìn rõ không ạ? Tài khoản học sinh nè. Trần Thị Ngọc ơi. Sau khi thầy cô đã tích vào tài khoản học sinh ạ, thầy cô sẽ nhìn thấy màn hình tài khoản ở bên phải đấy ạ. Phần này là nữa bên em cũng sẽ demo để thầy cô biết ạ. Thầy cô nắm lại là ở đây là có cái chức năng tài khoản học sinh đấy ạ. Và có hiển thị màn hình này, lát nữa thầy cô sẽ vào luôn trường mình để xem ạ. Thầy cô sẽ xuất Excel cái danh sách tài khoản này để gửi cho học sinh ạ. Thầy cô sẽ tích vào tên học sinh và nhấn vào nút reset mật khẩu nếu học sinh quên mất mật khẩu ạ. Đấy là chức năng mà thầy cô sẽ cung cấp tài khoản học sinh và reset mật khẩu đồng bộ cho học sinh ạ. Chức năng này ạ, thầy cô sẽ thực hiện trên hệ thống VNEDU ạ, bằng tài khoản của thầy cô ạ. Chú ý là tài khoản của giáo viên chủ nhiệm ạ. Như vậy là thầy cô đã nhớ lại một chút ạ. Phần giáo viên sẽ gồm 5 bước ạ. Em đã giới thiệu lần lượt từng bước ạ cho thầy cô biết ạ. Lát nữa trong phần thực hành ạ, thầy cô cũng sẽ thực hiện 5 bước ấy ạ. Bây giờ sẽ chuyển sang phần của học sinh ạ. Là phần học, phần thi và phần xem kết quả thi ạ. Thì thầy cô sẽ thực hiện, em sẽ giới thiệu qua cho thầy cô 6 cái bước thực hiện của học sinh ạ. Giáo viên là 5 bước thực hiện, còn học sinh sẽ có 6 bước thực hiện ạ. Bước thứ nhất của học sinh ạ, sẽ cũng là truy cập và đăng nhập vào hệ thống ạ. Phần này học sinh cũng sẽ gõ vào địa chỉ là lms.vnedu.vn ạ. Đăng nhập vào cả cái tài khoản mà bán nãy thầy cô vừa xuất ra gửi cho học sinh đấy ạ. Sang bước thứ hai ạ.
học sinh sẽ thực hiện việc là theo dõi các cái khóa học cuộc thi ạ. Nếu học sinh có nhiều khóa học thì có thể theo dõi trên màn hình các cái khóa học mà mình tham gia, những cái khóa học đã hoàn thành hay là những cái khóa học mà đang diễn ra. Cuộc thi cũng tương tự ạ. Bước thứ ba là học sinh sẽ cần phải tham gia vào khóa học mà mình cần phải học ạ. Thì có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp nếu như là các cái khóa học được đăng ký tự do, học sinh sẽ tích vào khóa học và chọn đăng ký ạ. Trường hợp thứ hai ạ, là đối với các cái lớp học khóa học mà thầy cô đã thêm học sinh vào, thì học sinh sẽ tích vào khóa học và chọn nút là vào học ạ. Và bước thứ tư là bước quan trọng nhất của học sinh ạ. Học sinh sẽ cần phải thực hiện là xem đầy đủ các cái học liệu mà giáo viên đã đưa lên ạ. Sau khi xem các cái học liệu thì học sinh sẽ phải làm cả cái bài tập về nhà, nộp bài cho thầy cô ạ. Nếu như thầy cô có tạo cả cái cuộc thi 15 phút hay 60 phút ạ, thì học sinh sẽ chuyển sang bước 5 là làm bài thi ở trên hệ thống ạ. Và cuối cùng, khi làm bài thi và đã hoàn thành khóa học ạ, thì học sinh có thể xem lại phần tổng kết của khóa học ạ. Đấy là phần 6 bước thực hiện của học sinh ạ. Thực ra nghe 6 bước thì thầy cô cứ tưởng là nhiều thao tác, nhưng em thấy là từ bước 1 đến bước 3 học sinh sẽ thao tác rất là nhanh ạ. Chỉ mất tầm 3 phút là xong ạ. Còn bước 4 là bước quan trọng nhất ạ, thì mới ra thực hiện nhiều. Ví dụ như thầy cô đưa các cái bài PDF hay là những cái video ạ, thì học sinh mới cần thời gian nhiều để mà học những cái học liệu này ạ. Còn từ bước 1 đến bước 3 thì chỉ cần 3 phút thôi ạ, là đã tham gia được đi vào khóa học ấy ạ. Bước 6 ạ, thì xem tổng kết này thì là... có thể là thao tác đơn giản là tích vào một cái tích ở cuối cùng ạ, phần tổng kết ạ, nên cũng chỉ mất có 1 phút ạ. Phần 6 bước này ạ, thì những slide tiếp theo em sẽ giới thiệu một số cái màn hình cho thầy cô ạ, để thầy cô rõ là cả cái bước này thì màn hình hiển thị như thế nào ạ. Còn lát nữa trong phần demo chi tiết, bên em sẽ vào luôn tài khoản của học sinh để thao tác từng bước cho thầy cô, để thầy cô hiểu rõ cách cái thức sử dụng như thế nào. Sau này con hỗ trợ học sinh trong cái quá trình học ạ. À, khi học sinh đăng nhập vào hệ thống ạ, thì sẽ hiển thị một cái màn hình học của học sinh ạ, có cả cái chức năng như là có phần giới thiệu, cả cái phần khóa học, cuộc thi, tài liệu, tin tức sự kiện ạ. Học sinh có thể chọn vào khóa học, tham gia vào khóa học và màn hình hiển thị như ở trên màn hình thầy cô nhìn thấy đấy ạ, cả cái thông tin cơ bản là cái hình ảnh của khóa học đấy ạ. Hệ thống ạ, hỗ trợ cho việc theo dõi khóa học của học sinh là những cái khóa học là đáng học và những cái khóa học kết thúc, để học sinh có thể dễ dàng tìm kiếm tra cứu ạ. Những cái khóa học kết thúc này nếu đáng trống con thời hạn mà thầy cố cho phép, học sinh vẫn có thể thực hiện học lại ạ.
xem lại các cái học liệu để có thể là bổ sung lại kiến thức còn thiếu ạ. Về phần học ạ, thao tác học thì học sinh sẽ có các cái bài giảng ở góc bên trái đấy ạ. Và bên giữa màn hình là những cái nội dung chi tiết của cái bài học ấy ạ. Học sinh sẽ phải học là tất cả các cái trang bài giảng mà thầy cô đã đưa lên. Có thể làm những cái bài SCOM hình ảnh rất là hình ảnh rất là đẹp ạ. Và xem các cái video nếu như mà thầy cô đính kèm vào ạ. Cũng có thể là tham gia các cái buổi học trực tuyến như là buổi học Zoom, buổi học Microsoft Teams hay là Google Meet ạ. Tất cả đều ở màn hình này ạ, thầy học sinh sẽ phải tích vào học liệu bên này ạ. Cả cái bài giảng trực tuyến ạ. Thì bên em lúc nãy em có giới thiệu đấy ạ. Bên em đã hỗ trợ bốn cái phòng học trực tuyến thông dụng nhất, đó chính là Zoom, Google Meet, Microsoft Teams và Webex. Ngoài ra còn hỗ trợ cả phần livestream nữa. Về phần thi ạ, thì học sinh sẽ hiển thị màn hình thi như thế này và làm bài lựa chọn ở bên trái đấy ạ. Bên phải thầy cô sẽ thấy là phần màu đỏ chính là thời gian, đếm ngược cái thời gian mà thầy cô cấu hình ạ. Phần giữa là tổng số câu hỏi mà thầy cô đã ra. Các câu hỏi này học sinh đã làm sẽ chuyển sang màu xanh ạ. Chưa làm thì hiển thị màu trắng ạ. Để phân biệt cho học sinh, tránh trường hợp là học sinh làm thiếu câu hỏi ạ. Và học sinh có thể nộp bài trước hạn ạ. Nếu hết giờ, hệ thống sẽ tự động nộp bài. Nhưng nếu học sinh làm trước giờ, học sinh có thể nộp bài ạ, trước hạn ạ. Đấy là cái màn hình là làm một cái bài thi đấy ạ. Hệ thống cũng hỗ trợ là sẽ yêu cầu học sinh phải học toàn màn hình ạ. Để tránh cái trường hợp là học sinh tìm kiếm ở trên máy tính này ạ. Học sinh có thể thực hiện việc xem kết quả ở bước 6 ạ. Là thầy cô sẽ thấy có nút là tổng kết khóa học ở cuối cùng đấy đúng không ạ? Các em học sinh sau khi trong quá trình học có thể tích vào nút tổng kết khóa học ạ. Để hiển thị bên phải là cả kia khóa học của mình thì đã học như thế nào ạ? Phần nào chưa học, phần nào đã học và học chưa đủ ạ? Tình trạng là đạt hay chưa đạt ạ? Điểm để đạt ạ. Đấy ạ. Thì thầy cô sẽ thấy là học sinh có thể xem một cách trực tuyến luôn cái phần học của mình ạ. Và biết rõ là phần nào thì cần phải học để hoàn thành đủ khóa học của thầy cô. Phần nào thì đã học xong rồi thì có thể là next quá ạ. Màn hình khá là rõ ràng để học sinh có thể theo dõi được cái khóa học ạ. Và cuối cùng ạ, chính là việc tham gia các cái cuộc thi ạ. Thì thầy cô sẽ thấy là ở cuối học kỳ 1 hoặc học kỳ 2 sẽ có những cái cuộc thi toàn trường ạ. Học sinh sẽ nhấn vào nút cuộc thi ở trên màn hình chính của mình ạ. Để xem cả cái cuộc thi ở trên màn hình đấy ạ. Và đến cái cuộc thi nào học sinh sẽ tích vào cuộc thi ấy để tham gia ạ. Phần giáo viên và học sinh thì em đã nói cho thầy cô biết là 5 bước và 6 bước cụ thể như thế nào rồi ạ. À? Còn em xin nói thêm một chút về cái phần quản trị ạ. À.
Phần này thì là những cái người quản trị của nhà trường ấy ạ, sẽ thực hiện ạ. Bên em đã có một cái buổi gọi là buổi dành riêng cho người quản trị rồi ạ. Nên là phần này em sẽ nói qua thế ạ, để thầy cô biết được là người quản trị cần làm những phần nào. Để ví dụ trong quá trình làm mà có vấn đề gì thì thầy cô liên lạc với quản trị của trường mình ạ, để được hỗ trợ ạ. Về người quản trị ạ, sẽ có cả cái chức năng như là tổ chức các cái đào tạo, quản lý các cái đào tạo, cấu hình hệ thống và quản trị người dùng ạ. Về cấu hình ạ, thì sẽ vào cấu hình các cái tham số như là số điện thoại hoặc là một số các cái thông tin của trường như email, logo như thế nào ạ. Người quản trị sẽ vào chức năng là cài đặt hệ thống, chọn các tham số ạ. Người quản trị sẽ phải khởi tạo các cái dữ liệu của nhà trường như là thông tin lớp, thông tin giáo viên, thông tin học sinh và phần phân công giảng dạy cũng như là các cái khối môn mà thầy cô sử dụng của nhà trường ạ. Bên em hỗ trợ cái chức năng là đồng bộ dữ liệu từ VN Edu sang. Vì thế nên người quản trị sẽ không cần phải nhập ở bên này nữa, chỉ cần nhập một lần duy nhất ở trên hệ thống VN Edu. Sau khi nhập xong sẽ vào chức năng là cài đặt hệ thống đồng bộ VN Edu để thực hiện nắm bước đồng bộ từ thông tin của đơn vị, thông tin của lớp học, thông tin của giáo viên, của học sinh và phần phân công giảng dạy ạ. Nhập một lần duy nhất đến hệ thống VN Edu và đồng bộ sang hệ thống LMS ạ. Tiếp theo ạ, là người quản trị thì có thể là sẽ phân vai trò quản trị cho người dùng và phân các cái quyền tương ứng ạ. Tại chức năng là cài đặt hệ thống phân vai trò quản trị. Tạo các cái phòng học ảo ạ. Thì lúc nãy ở phần giáo viên em có giới thiệu phân phòng học ảo ấy ạ. Thì ở đây người quản trị sẽ là người tạo cả cái phòng học ảo và đặt lịch cho phòng học ảo ạ. Thầy cô sẽ thấy ở góc bên trái đấy ạ. Hai cái chức năng cuối cùng của người quản trị chính là quản lý phòng học ảo và đặt lịch cho phòng học ảo ạ. Sau khi tạo và quản lý đặt lịch xong thì ở màn hình thầy cô ở đấy sẽ hiển thị cả cái lớp học ảo cho thầy cô để thầy cô biết được ạ. Người quản trị cũng sẽ thực hiện các việc như là nhập phân phối chương trình và tổ chức các cái kỳ thi toàn trường ạ. Để tổ chức cuộc thi toàn trường thì sẽ thực hiện các việc như là tạo các cái danh sách câu hỏi, danh mục câu hỏi, ngân hàng câu hỏi, đề thi và tổ chức thi ạ. Một việc cũng khá là quan trọng đấy ạ, chính là việc là người quản trị sẽ phải cấu hình khối môn ạ. Nếu mà người quản trị mà quên cấu hình khối môn này ạ, thì là giáo viên cũng không nhìn thấy được ạ, những cái môn của mình ạ. Vì thế nên là người quản trị sẽ phải thực hiện việc cấu hình khối môn tại chức năng cài đặt hệ thống cấu hình khối môn ạ. Thầy cô sẽ thấy nếu như người quản trị cấu hình cho trường mình dạy môn nào khối nào thì sẽ tích vào hiển thị màu xanh đấy ạ.
Còn nếu như không dày môn nào thì không tích vào là hiển thị màu xám ẩn đi ạ. Và có thể xem được các cái khóa học của giáo viên Tào ạ. Các cái khóa thông tin chi tiết của khóa học ạ. Các cái báo cáo thống kê của trường như là thống kê về người dùng ạ, thống kê về khóa học ạ và thống kê về các kỳ thi ạ. Các cái mẫu báo cáo đây ạ. Ngoài ra để giáo viên chủ nhiệm có thể xuất được danh sách học sinh gửi cho học sinh thì người quản trị sẽ phải thực hiện cái việc là cấp tài khoản tự động cho học sinh ạ. Việc cấp tài khoản này thì người quản trị sẽ vào đúng chức năng như chức năng của giáo viên ạ. Vào Start, chọn quản lý nhà trường. Đấy ạ, quản lý nhà trường ạ. Chọn quản lý học sinh ạ. Đấy ạ. Và cuối cùng là chọn tài khoản học sinh ạ. Ở màn hình của tài khoản học sinh bên phải đấy ạ. Thì quản trị có thể chọn được toàn bộ lớp học của toàn trường ạ. Sẽ tích vào đấy và chọn toàn bộ đấy ạ. Nhấn nút cấp tài khoản tự động để sinh ra cả cái tài khoản đăng nhập cũng như là mật khẩu khởi tạo cho học sinh ạ. Và sau khi người quản trị đã tạo được cái tài khoản đăng nhập và mật khẩu khởi tạo này ạ, thì giáo viên chủ nhiệm vào đấy để xuất Excel gửi cho học sinh ạ. Đấy chính là chức năng là tạo tài khoản cho học sinh và giáo viên chủ nhiệm sẽ vào xuất tài khoản cho học sinh để gửi cho học sinh ạ. Em xin nhắc lại một chút trước khi đi vào phần demo ạ. Bởi vì em đã hướng dẫn qua cả cái phần của giáo viên, của học sinh cũng như là người quản trị rồi ạ. Thì em nhắc lại 5 bước của giáo viên và 6 bước của học sinh để thầy cô nhớ lại và sẽ bước sang phần thứ hai là phần demo chương trình ạ. Thì như thầy cô đã biết, em đã nói phần giáo viên sẽ có 5 bước ạ. Bước truy cập vào hệ thống ạ. Bước 2 đó là bước tạo danh mục danh sách khóa học ạ. Bước 3 thì là bước quản trị khóa học ạ. Bao gồm là việc thêm mới học liệu, điều kiện hoàn thành, thêm giáo viên, thêm học sinh và thêm tài liệu ạ. Bước 4 là chấm điểm bài tập về nhà, chấm điểm bài thi tự luận ạ. Và bước cuối cùng là bước 5, theo dõi quá trình học tập học sinh, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập ạ. Đây là 5 bước ạ. 5 bước của giáo viên sẽ thực hiện demo thao tác ở trên hệ thống ạ. Rồi, còn đến phần thứ hai là học sinh 6 bước. Thì học sinh 6 bước sẽ bao gồm là bước 1, truy cập vào đăng nhập vào hệ thống ạ. Bước 2 ạ, theo dõi các cái khóa học và cuộc thi của mình ạ. Bước 3 ạ, thực hiện tham gia khóa học ạ. Nếu đăng ký nếu như là khóa học tự do và nhấn vào học nếu như là khóa học do giáo viên thêm vào ạ. Bước 4 ạ, thực hiện xem đầy đủ các cái học liệu, làm bài tập về nhà và nộp bài tập về nhà. Bước 5 ạ, làm bài thi ạ. Và bước 6 ạ, xem tổng kết khóa học ạ. Như vậy là em tổng kết lại là phần học giáo viên thì 5 bước, phần học sinh là 6 bước. Để thầy cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo ạ, là phần demo hệ thống ạ. Thì ở trên màn hình ạ, thầy cô sẽ thấy là bên em đã đính kèm cái link truy cập cả cái tài liệu ạ. Để thầy cô sẽ tải cả cái tài liệu này về. Thầy cô có thể quét QR được ạ.
Em để lại một chút màn hình này cho thầy cô ạ, để thầy cô quét QR học liệu về ạ, đưa về nghiên cứu sau cái khóa học này ạ.